Và ngay bây giờ hãy cùng đến với vòng thứ hai của chương trình, đó chính là ai mạnh ai yếu. Xin mời. Xin được chào mừng tất cả mọi người đang đến với vòng thi đấu tiếp theo mà có thể nói là rất là kịch tính, và tại sân khấu này mà đã dựng lên được nguyên một cái set bóng truyền rất là chuyên nghiệp. Chúng ta sẽ có hai hiệp thi đấu cho hai đội. Mỗi hiệp thi đấu sẽ có 3 phút và đặc biệt là trên sân của mỗi đội chỉ có 3 thành viên mà thôi. Tại sao lại như vậy? Chúng ta sẽ có một thành viên dự bị. Nếu như trong quá trình thi đấu mà có ai muốn thay người đó thì cứ giơ tay lên, chúng ta sẽ thay người luôn ngay trực tiếp lúc đó luôn. Làm sao để bảo toàn được thời gian của mình và đánh thật là nhiều banh vào khung quy định của chương trình thì chúng ta sẽ có nhiều điểm. Và đó chính là luật chơi của chúng tôi. Nhưng lưu ý nhỏ dành cho hai đội là chúng ta không được chuyền quá 3 lần ở trong sân của mình. Ví dụ như là anh Lê Như Vũ Lâm chuyền cho Phát, Phát chuyền qua cho Quốc Khánh, Quốc Khánh phải chuyền qua lưới chứ không được chuyền ngược lại cho đội của mình. Ok. Chúng ta đã có 3 thành viên của hai đội chơi. Để mà cho đội nào có cơ hội phát banh trước thì xin mời hai đội chúng ta quảnh tùng xì đi. Nhường đội thắng phát banh trước, ok đúng mọi người à. Nhường luôn. Bên đây đồng ý nhận không à? Nhận. Nhận chứ, ừ. Vậy thì bên đây trái banh thuộc về đội màu xanh lá cây. Xin mời Quốc Khánh. Lưu ý khi phát banh qua bên đây thì chúng ta sẽ đứng sau vạch nha. Phát dẫn quá, khán giả ơi, vỗ tay cho hai đội được không à? Hiệp 1, 3 phút dành cho hai đội thi đấu. Bắt đầu. Phát, dừng lên. Làm một phát dừng lên. Lên. Hey. Trời ơi. Một điểm trả thuộc về đội vàng. Phát banh sau bạch, phát banh sau bạch. Quăng qua lưới, đúng rồi. Anh ơi. Ra ngoài. Yeah. Một điểm dành cho đội màu xanh lá cây. 1, 2, 3. Hay quá. Yeah. Bên đây chạm banh ngược lại. Em trắng chạm mà. Chạm banh nhưng mà lại trà ra ngoài. Cho nên là bên đây có điểm. Chúc mừng đội màu da. Ủa là sao? Là mình thua. Sao thua? Mẹ đụng tay chạm tay đánh tay em dội ra ngoài. Tiếp tục. Thời gian đã trôi qua. Cố lên. Chuyền. Hey. Yeah. Bóng thông qua lưới. Rồi. 3 điểm. Phát đi anh. Chúng ta còn 1 phút 40 giây. Ra ngoài. Thua rồi. Dự bị đâu được đánh đâu. Một điểm nữa dành cho đội màu vàng. Mình bắt. Vô. Hay nè, quả luôn nè. Ra ngoài. Nhẹ quá. Nhanh lên. Còn 1 phút 13 giây. Năm điểm luôn. Wow, cố lên. Hay quá. Thôi. Ê. Chúc mừng đội màu xanh lá cây. Cuộc thi đang trở nên kịch tính hơn với tỷ số là 3-5. Hey, ra ngoài. Tỷ số 6-3. Cố lên, chúng ta còn 18 giây. Ra ngoài. Bên đội này khỏe quá cũng mệt. 10 giây, đếm ngược ạ. 6, 5, 4, hay quá. 3, 2, 1, tháo chơi. Tỷ số hiệp 1 như sau, 8-3. Chúc mừng cho đội màu da. Chúng ta quay trở lại trận đấu. Rồi, xin mời hai đội ra sân. Có thể nhận thấy sự hiện diện của hai cô gái trên sân. Rồi, hiệp 2, 3 phút dành cho hai đội. Bắt đầu. Ow. Chúc mừng. Tỷ số 4-9 nha. Hay quá, chút có đó. Đúng rồi. Khánh ơi, không mấy mình thay đổi hành vi được không Khánh ơi? Ok, em mới chơi, em không biết. Em ơi, qua bao nhiêu thời gian rồi đó, ok. Trang ơi, Khánh ơi. Hay quá trời ơi. Vua phá lưới là em. 11-4. Đó. Quá luôn. Đúng quá. Hay quá. Quá luôn. Hay quá. 12 thôi. Trời quá giỏi. Chúng ta còn 1 phút 50 giây.
Dạ, nhanh lên nhanh lên. Rồi rồi. Ra ngoài, chúc mừng, nhanh lên nhanh lên. Lẹ 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 lẹ. Tiết kiệm thời gian, tiết kiệm thời gian. Đúng rồi, đúng rồi. 6, 12. Trời ơi, 13, 6 luôn. Cố lên, nhanh lên nhanh lên. Quá, hay quá. Tập đi. Giang ơi. 2, 14, 6. Nữa. Cô ấy là không cố gắng. 15, 6. Thời gian còn lại 1 phút 10 giây. Cố lên. Hay quá. Lại lên, trả lại, lại. Cái này là cho điểm nè, cho điểm nè. 75, 75. Cái này là tặng điểm ngược lại nè. 7, 16. Cố lên, đúng rồi. Đúng rồi. Hay quá. Hay quá. Hay quá. Bỏ luôn em. Hay quá. Thầy ơi, thầy ơi. Thầy rồi, thầy rồi. Tại vì em thấy em phục phận quá rồi, đúng không em? Vô, bắt đầu. Đấy. Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Trời ơi, phát bóng Phạm Huy bên đây thắng rồi, chúc mừng. Rồi, chạy. Đúng rồi. Trời ơi, trời ơi, gãy cái sụn rồi, gãy cái sụn rồi. 20 giây, cố lên, cố lên. Trời, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Hết rồi, hết rồi. Phạm Huy luôn, 19. Nào ai? 3, 2, 1, hết giờ. Quý vị và các bạn thân mến, tỷ số của chúng ta hiện nay đang rất ngang tài ngang sức, 28. Và một tràng pháo tay chúc mừng cho đội Màu Vàng chiến thắng.